sau này khi mà em chết đi, em có muốn tên của mình được ghi trong gia phả nhà anh không? Anh muốn chết hả? Nếu em không thích thì thôi, để anh nói câu khác nhé. Anh yêu em. Nói kiểu như anh, em không thèm đâu. Đồ thấy ghét. Cái đồ thấy thương. Anh đưa em đến đây bởi vì điều này phải nói ở một nơi thực sự ý nghĩa. Anh từng có tiền án. Nhưng mà em không quan trọng chuyện đó. Nhưng gia đình em sẽ quan trọng. Chúng ta sẽ cùng nhau thuyết phục gia đình em. Anh ở bên cạnh em như vậy là đủ rồi. Nếu như trước 10 giờ đêm mai em tìm thấy anh thì chúng ta sẽ tiếp tục ở bên cạnh nhau. Chở con ra sân bay nha. Chú ơi, cho con quay lại đi. Từ thứ 2 đến thứ 4 trên kênh HTV2.